Vô quy củ bất thành phương viên, không nhẫn chịu được cũng phải gắng nhẫn chịu, đừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định. Trong thời gian đả thiền thất, mọi người phải hiểu quy củ thiền đường. Khi chưa đánh mõ thì không ai được chạy hoặc đi cả. Nếu mình không giữ quy củ, không nghe theo hiểu lệnh, tức là phạm quy củ. Trong thiền đường có quy luật của thiền đường. Sau khi khai tịnh, vị sư Duy Na phải nhìn xem mọi người đã mang giày dép xong chưa, sau đó mới gõ một tiếng khánh. Chờ mọi người đứng lên rồi, thầy Duy Na mới đánh tiếp hai tiếng mõ. Hai tiếng mõ chưa đánh, dù mọi người đã đứng lên, không ai được phép đi cả. Đó là quy củ rất đơn giản. Quý vị phải hiểu nó. Nếu vừa khai tịnh mà đánh mõ ngay, người còn chưa đứng lên thì làm sao đi? Nếu phải chờ thêm 3 phút nữa, cũng không sao. Vì có nhiều người ngồi lâu bị tê chân, đứng lên còn không được thì làm sao đi? Đó là tri thức rất là phổ thông trong thiền đường, mà quý vị cần phải hiểu. Tôi biết có nhiều người ngồi lâu chân bị tê rồi khóc ròng, khóc thì chẳng có ích lời gì cả, càng khóc thì càng đau, cái chân có nói rằng nếu bạn khóc thì tôi sẽ hết đau đâu. Nhiều người cho rằng ngồi thiền là điều rất tốt, kỳ thật ngồi thiền là nhẫn chịu sự khổ, càng tốt tức là càng khổ vậy. Mọi người ở đây 2 giờ rưỡi sáng đã dậy rồi, ban ngày chỉ có 1 giờ để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục công phu cho đến 12 giờ đêm, mỗi ngày chỉ ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ. Đó là dụng công mà quên tính mạng của mình, cũng có thể nói là xả tử hoãn sinh, vất cái chết đổi lấy sự sống. Rằng xả bất liễu tử, hoãn bất liễu sinh, xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là không bỏ được cái chết, sao đổi được cái sinh, không bỏ được cái giả, sao thành được cái thật. Quý vị nếu không chịu được khổ làm sao hưởng được phước, nếu muốn đến chỗ chân chính công phu thì phải nhẫn khổ nại lao, phải nghiến răng chịu chân đau. Thật sự cái đau này có thể chẳng đau, song vì mình muốn đau nên nó mới đau, nó bắt mình phải chịu khổ. Nhẫn bất năng nhẫn, đó là nhẫn cái đau của chân này. Khi đau nếu mình không nhẫn nại được thì coi như mình không vượt qua được thử thách. Mình nhất định muốn đem toàn thân, tất cả cơ quan này phá hủy nó đi. Cơ quan tức là ám chỉ sự đau khổ của thân, hoặc chỉ chỗ đau nhất, hoặc chỉ chuyện phiền não. Nếu ngay lúc đau đớn mình có thể nhẫn chịu, không sinh phiền não, đó chính là công phu. Nếu như không nhẫn được thì coi như không vượt qua thử thách. Có người đến đây chỉ một ngày cũng không chịu nổi, cứ muốn trốn đi. Quý vị hiện giờ đã vượt qua nhiều ngày là chuyện không phải tầm thường đâu. Phần đông các cô đều sợ đau chân, song ở chỗ này chịu đau khổ được như vậy, nhất định là đã trồng được thiện căn thâm hậu, thì tương lai chủng tử bồ đề này nhất định sẽ nảy mầm, đạt được kết quả. Cho nên nói rằng công bất đường quyện, nghĩa là công làm không uổng, mình dụng công bao nhiêu sẽ đạt được bấy nhiêu, không sợ thời gian trôi qua lãng phí đâu. Tu hành cần phải có sinh nhẫn, nghĩa là nhẫn những thứ mà khó nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn sự sinh diệt tướng của các pháp. Nhẫn chịu không được cũng phải gắng nhẫn chịu, đừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn, nếu không thì sẽ không đạt được định. Gần nhất là phải nhìn thấy các pháp đều là không, nhìn thấu suốt và buông bỏ được. Từ nơi sinh nhẫn và pháp nhẫn, mình sẽ ngộ được đến vô sinh pháp nhẫn. Đó gọi là bất kiến hữu thiểu pháp sinh, bất kiến hữu thiểu pháp diệt. Dịch là chẳng thấy có chút pháp gì sinh, chẳng thấy có chút pháp gì diệt. Ha ha ha, Buddha Mo Di So ha.